Như vậy là vòng bảng UEFA Champions League mùa giải năm nay đã kết thúc với 6 cái tên xuất sắc nhất giành quyền vào vòng knockout đã được xác định. Liên đoàn bóng đá châu UEFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia cặp vòng 1 phần 8 Champions League vào lúc 18 giờ ngày thứ hai, 18 tháng 12 tới đây theo giờ Việt Nam tại nhiều thị sĩ. Sau đây hãy cùng về lúc cho Nguyễn điểm qua những cái nhất của vòng đấu bảng Champions League vừa qua nhé. <laughs> hai đội bóng đã toàn thắng cả 6 trận của vòng bảng năm nay, đó là Real Madrid và Manchester City. Đây cũng chính là hai nhà vô địch gần nhất của giải đấu số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ. Real Madrid đã ghi được tổng cộng 16 bàn thắng và để lọt lưới 7 bàn. Trong khi đó, Manchester City chính là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất với 18 lần làm tung lưới các đối thủ. Đội bóng có hàng phòng ngự vững chắc nhất. Với chỉ 2 bàn thua sau 6 trận, Real Sociedad chính là đội bóng để thủng lưới ít nhất trở lại Champions League sau 10 năm và phải rồi và bạn đó có sự xuất hiện của đương kim áo quân Inter Milan. Song đội bóng Sibas đã gây ra bất ngờ khi thi đấu hết sức ấn tượng với thành tích bất bại. Họ thậm chí đã đi tiếp với ngôi đầu bảng D khi xếp trên Inter Milan nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đội bóng có hàng phòng ngự kém nhất với 17 bàn thua. Antwerp chính là đội bóng để lọt lưới nhiều nhất ở vòng bảng Champions League năm nay. Dù sao đội bóng nhỏ bé đến từ nước Bỉ cũng có thể tự hào khi chí ít họ cũng đã có được một chiến thắng trước Barcelona ở lượt trận cuối cùng trước khi phải chia tay giải đấu. Đội bóng có hàng tấn công kém nhất với chỉ 4 bàn thắng ghi được sau 6 trận. Abi Sanbuk của Áo chính là đội bóng ghi được ít bàn thắng nhất tại vòng bảng Champions League năm nay, đội bóng gây thất vọng lớn nhất. Mặc dù nằm trong bảng đấu được đánh giá là nhẹ nhàng cùng với sự đầu tư mạnh mẽ 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023, nhưng tất cả những gì Manchester United làm được chỉ là vị trí cuối cùng sau 6 trận của vòng bảng. Thậm chí họ còn không có được một chiếc vé để dự Europa League. Bruno Fernandes và các đồng đội đã chia tệ đến mức phải xếp sau cả Copenhagen và Galatasaray. Hai đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều trước khi vòng bảng diễn ra. Một thống kê đáng buồn khác là sau 6 trận, đội chủ sân Old Trafford đã phải nhận tổng cộng 15 bàn thua. Đây cũng là số bàn thua nhiều nhất mà một đội bóng Anh từng để thủng lưới ở vòng bảng Champions League. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cuộc đua vua pha lưới Champions League mùa giải năm nay chưa có cầu thủ nào bước lên so với phần còn lại của giải đấu. Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Rasmus Højlund và Erling Haaland đều đã có thành tích ghi được 5 bàn thắng. Tuy nhiên, trong số này thì Højlund đã không còn cơ hội nâng cao thành tích khi Manchester United của anh đã bị loại từ sớm ở vòng đấu bảng. Cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất trong lần đầu tiên có mặt tại Champions League kể từ mùa giải 2016. 2017 Arsenal đã chứng tỏ mình là một trong những đội bóng hàng đầu của xứ Sư sở sương mù khi chính thức giành vé vào vòng đấu loại Champions League với ngôi đầu bảng B sớm một lượt đấu. Một trong những cầu thủ đã thi đấu rất xuất sắc và đóng góp nhiều nhất cho chiến thức này của Arsenal đó là Bukayo Saka. Ngoài 3 bàn thắng đã ghi được, tiền đạo trẻ người Anh này cũng đã có đến 4 pha kiến đạo thành bàn cho các đồng đội để cùng với Galeno của FC Porto dẫn đầu danh sách kiến tạo của vòng bảng Champions League năm nay. Cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất với bàn thắng ghi được vào lưới Shakhtar Donetsk trong chiến thắng 5-3 của Porto ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng ở tuổi 40 và 290 ngày, trung vệ PP đã thiết lập một kỷ lục mới về cầu thủ ghi bàn nhiều tuổi nhất không chỉ tại vòng bảng Champions League mà còn lại của cả lịch sử giải đấu. Anh đã vượt qua kỷ lục của chính mình được thiết lập khi ghi bàn thắng vào lưới Antrac ở lượt trận thứ tư của vòng bảng năm nay lúc đó PP 40 tuổi và 254 ngày và cuối cùng là cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất mặc dù bị loại với vị trí cuối bảng hát của Champions League năm nay. Tuy nhiên, đại diện đến từ nước Bỉ, Royal Antwerp đã chia tay giải đấu với một chiến thắng ấn tượng. Trong đó, bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Antwerp trước Barcelona trong lượt trận cuối cùng của vòng đấu bảng của cầu thủ trẻ Jacques Ilenikera không chỉ đem lại thắng lợi cho Antwerp mà còn giúp chàng trai này trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất ở vòng bảng Champions League năm nay khi mới 17 tuổi và 119 ngày. Vừa rồi là những cái nhất của vòng đấu bảng Champion List mùa giải năm nay 2023-2024. Các bạn ấn tượng nhất với đội bóng và cầu thủ nào trong số này? Hãy để lại bình luận cho tôi ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.